phun hãm dăm nhập khẩu từ Israel, nói không với mắc lo nên thân thiện với môi trường, làm cây đào xuống từ từ không ảnh hưởng đến cây, làm lá nhanh già dày lá, chuyển cành dăm từ màu xanh chuyển từ từ sang màu lâu khi phun lần thứ hai hoặc lần thứ ba, ức chế không ra đọt non ở các mắt lá mà chuyển sang ức chế ra mắt hoa. Giá 298.000 đồng trên hộp trên kg. Điện thoại 0963 893 328 hoặc 0915 533 122. Là nó sẽ nó phát triển từ đây lên đến đây là cái thân nó sẽ bằng nhau. Rồi. Bằng nhau là hoa nó sẽ có đều. Đấy. Nhưng khi anh quanh đến đây cái là đẹp. Nó chỉ có hoa cái phần dưới thôi. Anh em mình phải nói nôm na nó này như thế. Đấy. Nó khác. Và nó khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn. Hai là mình. Đó. Hai là mình không sợ chết cây. Đảm bảo đấy. Này nó làm chưa làm năm nay mới làm gì? Năm nay có ông rong bắt đầu làm. Tức là nếu mà khuyến cáo đào mà đẹp ấy thì phải tăng liền. Đào xấu tăng là không phải tăng lần phun, không được phun tăng, phun ngay tăng lần phun cao là cái này theo em nghĩ là mình cũng phun mình hạ dần khi nó chưa xuống mình lại bắn thêm lần nữa đúng nếu rồi. Đừng bắn giật gấp đúng đấy, bắn mình cho xuống dần dần cái gì nó dần dần nó cũng là đẹp. Theo phong cách của chúng nghĩ kiểu thế. Chào tôi ở bác kênh của ông Rong nhé. Đây ông Rong ví dụ như là lâm thoa đây. Lâm chào bạn nào ông Rong. Chào tất cả anh em nhé. Ừ, đã cũng rong nhá. Giới thiệu em lấy thuốc để phun. Đây, chuẩn bị thuốc để phun hãm dăm lấy của ông rong. Được. Hôm nay nó hãm đẹp thì rong tuyệt vời. Cái này cái cốc là năm nay mới hay cốc năm 2? Năm 2 tay nó đen rồi. Ừ. Năm 2. Tay khá đá ở đâu đấy? Cái này mới mưa nó ngọn đấy phải. Mới mưa. Mới mưa ngọn lại cúp vào. Ôi giờ gốc này năm 2 phải cũng to ghê. Đây có nhìn nhà Hạ tổng ở nhà Lâm là tổng trồng tất cả bao nhiêu cây? Tổng gốc các gốc đào mà. Ừ. Ừ, cây này tán nó cũng to nhỉ. Cây này tán dài cao phải đến hơn này mét. Tán này tán bay phải. Phá đá đâu đây? Có đá đâu phá? Đâu? Từ cả đi vào trong thế. Ở đây thì cái này là cần nhất là cái gì hả? Bây giờ? Không, kinh nghiệm của đồng đào. Nghiệm mới làm. Mới làm gì? Đây là ông Hoàng to cái. Tầm này là bao nhiêu phân rồi? Tầm này đấy, bạn rồi. Cái 20 phân. 20 phân. Tức là tầm độ bao nhiêu thì cháu phun? Tầm độ 25 phân. 25 phân. Chục ngày sau. Chục ngày sau. Đào này 35 phân. 25 đào này không cần thoát lắm. À đào này chỉ ấy này. Đào này chỉ độ 25 phân này. Trên không cần cho bông quá. Sau nó lên độ thêm 5 phân nữa là thành 30. Bà, bông quá nó trở choạng không như nó. Hả? Đào này von quá nó xấu gì. Đây là đào gốc cũng như không? Von quá nó xấu. 20 cái tính số 20 cái đấy đấy. 20. Nói chung là đào gốc nó đẹp. Tầm cuối năm này là bao nhiêu tiền? Cuối năm xem nước hoa nụ đẹp thì đẹp tiền, số tiền. Thế nhưng mà so với năm ngoái. Năm ngoái cái xô hết thì 2,5 triệu là xô đây ruộng. Cái này là tháng mấy thì bắt đầu mình chặn bông? Theo như nhà Lâm phải đầu tháng 9 hoặc cuối tháng 9. Đầu tháng 9. Vâng. Năm ngoái nhà Lâm là có thiến không? Không. Năm ngoái không thiến gì. Toàn bộ đánh bầu. Đánh bầu hết. Nếu thiến đã có vết không ạ? Đúng rồi. Đây là không vâng. Thiến. Không gốc nào thiến cả. Ừ. Nhưng mà là Lâm cũng vết công nhận không? Thế chính thiến là nó ảnh hưởng đến cây công nhận. Cái dinh dưỡng công nhận. Thế năm ngoái là phun thuốc gì? Không phun. Độc thiến không? À độc hãm không? À năm ngoái là hãm thuốc gì? Không. Độc đánh bầu không? Năm ngoái không hãm? Không. Sao thế? Đầu 2 lần. À chặn một lần được. Tháng 9 đánh đây. Ừ. Đấy. Xong lần cuối sang, năm. Cuối tháng cuối nghĩ đầu tháng 10 đánh thành bầu luôn. Ừ.
đứng hẳn luôn. Nhưng năm nay có thuốc của ông Rong nó luôn. Ông Rong nó khác. Cái này nó ức chế nó ra mầm họa nó. Cái cuối năm răm nó có ở đây là Lâm. Thay đổi để thành công. Một người thành công là người dám thay đổi, học hỏi phương pháp mới để thay đổi. Không có thành công ngày mai mà vẫn công việc cũ của ngày hôm nay. Dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Hãy chủ động là phun thám răm đào nhập khẩu từ Israel để làm thay đổi chất lượng cây đào, nhiều lù hơn, hoa thắm hơn, bền hơn. Vì đơn giản là không thiến tiễn cây đào và bới gốc một lần, không bới gốc hai lần. Áp dụng khoa học công nghệ cộng với kinh nghiệm để có vụ hoa đào Tết 2004-2005 thành công. Ở đây thường thường là đa số là các bác mà ra hoa ở đây là nhiều. Cái đây có nhưng mà ít, nhưng mà răm ba thường là trong là tít trong này này là không có hoa mấy. Chỉ yêu cầu những cái mầm mới này ra hoa. Không, năm nay nó ra tận đây này. Nó có cây, nó thuốc, nó hỗ trợ nó đấy. Giờ nó ra hoa trái vụ nghịch vụ được mà. Cái này đã có bắt hoa rồi. Đâu? Đây. Kiểm tra cho nó, kiểm tra kỹ cho bác xem. Nếu bắt hoa thì chỗ già đã có rồi. Đây. Đấy. Chính nó là bắt hoa. Ừ, chính đây là cái thâm đây này. Đấy. Thâm được bắt hoa. Bằng cái tâm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà Lâm công nhận không? À. Nếu mà để hoa đẹp ấy, thì đa số là đào mà để cứa nhiều thì cái hoa cuối này nó xấu rồi. Có hoa nó lại đa số là hoa cuối nó bỏ nó chúng chúm chúm. Đau quá thì ra cái chỗ hả? Đau quá thì răm lại kém. Công nhận không? Cày ra. Ừ. Khối bác khoanh bị chết đấy. Khoanh quá đà. Ấy. Hả? Khoanh quá đà chết, cắt nước. Năm ngoái là cho thuê hết à? Năm ngoái là mà mới còn gốc hai này. Cho thuê được một số thôi, còn là năm ngoái là chính thức là bị lở. À lở. Đây của ấy cũng bị ấy này, bị lấm rồi. Và khun. Hả? Khun rồi, khô rồi. Khô. Ừ, đúng rồi. Năm ngoái là bị lở. Nở một ruộng. Tức là tầm năm ngoái nữa ấy nhỉ? Chính ruộng này thì nở. Năm ngoái tuốt lá tháng mấy? Trung tuần tháng 11. Tuốt lá trung tuần tháng 11, thứ rằm tháng 11. Cơ bản bị hạm đau quá đâm mà. À chặt gốc hai lần. Có không? Đúng rồi, mình thiến là mình chặn mạnh quá, cây càng yếu, lỡ ức chế. Cây càng yếu thì nó càng nhanh. Đúng rồi, cây càng yếu nó càng tốc độ nó ra không hiểu. Thì nó bị đã bị cằn rụng hết lá. Ừ. Tổng lượng này là bao nhiêu cây? Không đếm. Áng chừng một luống nó biết đi. Không đếm. 7 cây. Mấy luống? 5 luống, 6 luống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 luống. 8, 5, 6. Làm 6 cây. Bao nhiêu cây đâu? Nhìn cái ở đây chia sẻ các bác mới lại Lâm cái cuốt lá cũng quan trọng lắm. Cuốt lá mà đánh cái đầu nó đều liên quan với nhau. Không tuốt là phải thuê đó. Không tuốt, thời điểm tuốt lá để nó lở nó cũng quan trọng. Nói thật với ông là cái thời tiết được quyết định khoảng 50%. Đâu, chủ yếu là thời tiết mình phải lựa theo thời tiết của nó. Thời tiết quyết định nó thay đổi, mình không thay đổi kịp chứ. Ừ, thế các là mình không chủ động, đó. Mình bị động. Cái tuốt lá thì ông trong chưa biết, nhưng mà cái tuốt lá mà thuê thì cũng phải cẩn thận không? Cái lá này là hay bị ảnh hưởng, khi tuốt là hay ảnh hưởng đến cái ấy. Cái lá nó già rồi. Cái gì à? Ảnh hưởng đến cái mầm hoa đây. Người ta đi tuốt thuê mãi rồi, có phải là tin những người mới đâu. Đúng rồi, thế không, nhưng mà phải lưu ý chỗ đấy. Đúng không? Cái này là một. Đây là một. Cái là một, cái nó xanh. Thiếu. Đấy là một. Hai, ba, bốn, năm, năm, sáu cây là một. Cũng đều cây cả, coi nhớ. Đây là một đã như này rồi không ạ? Hả? Là một á? Là một có 4-5 cây rồi. 4-5 cây tổng. Cũng đẹp, tương đối đều cây xanh cây. Nhưng mà kiểm tra cái lấm ấy mà xử lý. Giờ chỉ cái dẹp sáp thôi. Ừ, cái dẹp sáp, đầu cái lấm chứ. Nhờ là lấm vẫn phun ấy. Ừ, chứ dẹp sáp thì nó ấy biết ngay. Lấm phun cả man. Nhiều bác có dẹp sáp thì dễ chữa không nhỉ?
đúng không? Cũng hơi mệt. Hả? Sát chữa là cũng hơi mệt. Có phải hai ba lần. Hai ba lần. Ừ, đi, đi, có lên được trên. Đi lên trên. Ừ.